Câu hỏi hôm nay thật là thú vị đó các bạn, đó là tại sao tĩnh mạch có màu xanh? Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất nhé. Màu xanh của tĩnh mạch thấy được là do tương tác của ánh sáng với da, lượng oxy trong máu và các yếu tố khác. Nguyên nhân tĩnh mạch có màu xanh là gì? Máu chảy trong cơ thể có màu đỏ tươi hay đỏ đậm tùy vào lượng oxy trong máu. Bản thân tĩnh mạch cũng không có màu xanh, chúng có màu xanh khi nhìn xuyên qua da. Màu xanh này được thấy là do 4 yếu tố như sau. Màu sắc của tĩnh mạch thì bị nhiều yếu tố chi phối, như là yếu tố thứ nhất đó là sự tương tác của ánh sáng với da. Nhiều bước sóng tương đương với những sắc màu khác nhau, ánh sáng xuyên qua da và hấp thụ và phát ngược trở lại vào môi trường. Quá trình hấp thụ và phát xạ trở lại xảy ra hàng nghìn lần trong chớp mắt. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tĩnh mạch phát xạ nhiều màu xanh và chỉ một lượng rất ít màu đỏ, cho nên chúng ta thường thấy tĩnh mạch có màu xanh. Yếu tố thứ hai là do lượng oxy trong máu ảnh hưởng tới màu máu và khả năng hấp thụ ánh sáng. Oxy vận chuyển bằng hồng cầu. Một hồng cầu tối đa có thể mang 4 phân tử oxy. Dưới tác động xung quanh như nhiệt độ cao, môi trường axit hoặc một hoặc nhiều phân tử oxy sẽ rời khỏi hồng cầu và làm cho máu có màu thẫm. Màu đỏ thẫm này bản chất là vẫn là màu đỏ nhưng dễ nhìn thành màu xanh hơn. Yếu tố thứ ba đó là bản thân tĩnh mạch, đặc biệt là đường kính và vị trí của nó. Nếu tĩnh mạch nằm ngay dưới da, chúng sẽ có màu sắc đỏ. Càng xuống sâu, màu của tĩnh mạch sẽ dần dần pha màu xanh. Trong khi đó, đa số tĩnh mạch nằm sâu hơn nửa mm dưới da. Hiện tượng quang học này có liên quan tới phương trình vận chuyển máu phức tạp. Các nhà khoa học cũng quan sát được một chút sắc xanh ở động mạch, nhưng ít hơn do máu trong động mạch có màu đỏ tươi. Khi ánh sáng truyền qua da, sự khác biệt về màu sắc giữa tĩnh mạch và động mạch sẽ được khuếch đại, nên ta dễ thấy tĩnh mạch xanh hơn. Bên cạnh đó, động mạch thường nhỏ và nằm sâu hơn dưới da, nên thường không thấy động mạch. Yếu tố thứ tư cũng là yếu tố cuối cùng là do não bộ của chúng ta. Thông tin thu nhận từ võng mạc đến não được xử lý rất nhiều. Ví dụ, màu tím không phải lúc nào cũng là màu tím. Khi đặt màu tím ở bên cạnh màu đỏ, não của chúng ta sẽ chuyển màu tím thành màu ánh xanh. Trong trường hợp tĩnh mạch, sự tương phản của vùng da xung quanh cũng có xu hướng làm cho tĩnh mạch có màu xanh. Và phần chia sẻ của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.